Ít người biết được rằng những người thợ xa xưa ở Trung Quốc đã sáng chế ra áo giáp giấy, một phát minh chưa từng được sử dụng ở phương Tây. Loại áo giáp này được sử dụng vào khoảng năm 600 trước công nguyên. Mặc dù có vẻ ngoài mong manh, nhưng áo giáp giấy lại cho thấy khả năng tuyệt vời khi chiến đấu. Để tạo ra loại áo giáp kỳ lạ này thì thật thiếu sót nếu không nhắc tới phát minh giấy thời cổ đại ở Trung Quốc. Cụ thể, trong khi nền văn minh Hy Lạp La Mã đang phát triển mạnh ở phương Tây, thì người Trung Quốc thời cổ đại đã tự mình phát triển giấy, vũ khí, thiên văn học, toán học và nâng cao luyện kim phức tạp ở trình độ ngang bằng hoặc đôi lúc còn tiến bộ vượt trội so với vùng địa Trung Hải. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc là nơi phát minh ra giấy. Tương truyền vào khoảng năm 105, một thái giám tên Thái Luân được cho là người đầu tiên tạo ra giấy từ sợi dâu tằm. Tuy nhiên, gần đây các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng rằng giấy gai dầu có thể đã được phát minh sớm hơn, khoảng gần năm 100 trước công nguyên. Sau đó, với những ưu thế vượt trội như giá thành rẻ và nhẹ, giấy viết dần thay thế các chất liệu để lưu trữ văn tự như thẻ tre, mai rùa và lụa. Theo Greg Martin, một chuyên gia về áo giáp cổ, chia sẻ trong chương trình Mythbuster rằng người Trung Quốc cổ đại đã sử dụng áo giáp làm bằng giấy từ rất sớm, khoảng năm 600 trước công nguyên. Đặc biệt, những chiếc áo giáp giấy này được tẩm thêm nhựa thông hoặc một số loại nhựa cây khác. Ông Martin cho biết, áo giáp giấy được cho là ưu việt hơn so với áo giáp kim loại vào lúc bấy giờ. Điều thú vị là những chiếc áo giáp giấy thậm chí còn xuất hiện trước khi giấy viết ra đời. Chúng thực sự trở thành một tư trang của các binh lính thời cổ đại khi ra chiến trường. Được chế tạo từ 10 đến 15 lớp giấy, được làm từ vỏ cây dâu tằm, áo giáp giấy thậm chí còn được cho là có khả năng cản được cả tên bắn. Để kiểm tra về khả năng tiềm ẩn của áo giáp bằng giấy, chương trình Mythbuster của kênh Discovery đã tiến hành một thử nghiệm để kiểm tra độ bền, so sánh sức mạnh và độ linh hoạt của loại áo giáp này so với áo giáp bằng thép từng được sử dụng cùng thời trong lịch sử của Trung Quốc. Để kiểm tra sức mạnh, nhóm thực hiện chương trình Mythbuster đã tạo ra cả hai loại áo giáp giấy. Trong đó một cái tẩm nhựa thông, còn cái còn lại thì không. Giấy được sử dụng để làm nên áo giáp dày khoảng 13mm. Sau đó, các chuyên gia đã thử sử dụng nhiều loại vũ khí để tấn công chiếc áo giáp bằng giấy, bao gồm gươm, súng lục của thế kỷ 18 và loại súng côn xoay 0.45 từng dùng trong thế kỷ 19. Điều bất ngờ là trong hầu hết các bài kiểm tra, ngay cả chiếc áo giáp giấy không được tẩm nhựa thông cũng có khả năng bảo vệ tốt như áo giáp bằng thép và thậm chí đôi khi còn vượt trội hơn. Tuy nhiên, áo giáp giấy cũng có hạn chế nhất định trong việc chống lại các đòn tấn công dồn dập và tỏ ra yếu thế hơn so với tác động của khẩu súng ngắn ổ quay của thế kỷ 19. Dù vậy, nhìn chung áo giáp làm bằng giấy cũng chứng tỏ rằng khả năng nó không hề kém so với áo giáp bằng thép. Chính vì vậy, các nhà khoa học đã đưa ra tuyên bố về việc người Trung Quốc cổ đại từng sử dụng áo giáp giấy để giao đấu là hoàn toàn khả thi. Điều này cho thấy, bên cạnh kim loại và da, những người thợ thời cổ đại đã biết cách sử dụng nhiều vật liệu khác để sáng chế ra áo giáp bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, một nhược điểm chết người của áo giáp bằng giấy là chúng có thể nhanh chóng tan rã khi bị ướt hoặc phải hứng chịu nhiều đòn tấn công dồn dập. Đây là một hạn chế gắn liền với ưu thế sở hữu trọng lượng nhẹ của áo giáp giấy. Dù vậy, nhưng việc sáng chế ra áo giáp sử dụng những vật liệu sẵn có, với khả năng thậm chí còn vượt trội hơn cả áo giáp kim loại, thực sự khiến hậu thế chúng ta phải thán phục. Quạt chiến Tessen, vũ khí tử thần của Samurai. Tessen còn được gọi là thiết phiến, một loại quạt chiến lợi hại, chủ yếu được các kunoichi, ninja nữ, samurai sử dụng khi chiến đấu trong thời phong kiến ở Nhật Bản. Đây là một loại vũ khí chết người, có khả năng sát thương cao, khác hẳn với vẻ ngoài mềm mại nữ tính. Cải trang thành chiếc quạt gấp bình thường, tưởng như vô hại, nhưng kỳ thực, Tessen được làm từ thép vô cùng sắc bén và được sử dụng như là một loại vũ khí để tấn công bất ngờ khi giao chiến. Chính vì bị đánh lừa vì vẻ duyên dáng, mềm mại bên ngoài nên ít người đề phòng quạt chiến Tessen.
Do đó, đây thực sự là một vũ khí cầm tay đáng sợ và độ nguy hiểm của chúng nằm ở yếu tố bất ngờ trong mũi pha ra đòn, với những phiến thép sắc nhọn được ẩn giấu khéo léo bên trong. Ở Nhật Bản, nhiều trường kiếm thuật samurai thời cổ trang giảng dạy về sử dụng quả chiến khi chiến đấu. Kỹ thuật chiến đấu sử dụng quả chiến Tessen được võ thuật Nhật Bản gọi là Tessen Jutsu. Móng vuốt Taikokagi, vũ khí cổ xưa của ninja. Xuất thân từ Ấn Độ, Taikokagi là một loại vũ khí cầm tay giống như móng vuốt của nhân vật Wolverine. Đây là một loại vũ khí cổ xưa nổi tiếng được các ninja ở Nhật Bản sử dụng từ thời Trung Cổ để tự vệ nhằm chống lại các đối thủ cầm kiếm. Thường được làm từ nhôm, sắt, thép với hình dạng sắc nhọn như móng vuốt của loài gấu, Taikokagi trở thành vũ khí phòng thủ đắc lực giúp ninja nhanh chóng cản phá được những đòn tấn công bằng kiếm của kẻ địch. Đặc biệt, khi được chế tạo với kỹ thuật điêu luyện, Taikokagi thậm chí còn có thể làm hỏng áo giáp của đối phương. Nếu chẳng may vết cào từ móng vuốt Taikokagi đâm trúng thì sẽ khiến kẻ địch vô cùng đau đớn. Loại vũ khí cầm tay kỳ lạ này được sử dụng chủ yếu ở Okinawa, Nhật Bản. Chakram, vũ khí hình thù kỳ lạ, cực kỳ nguy hiểm. Đây là một loại vũ khí ném có nguồn gốc ban đầu ở Ấn Độ thời xa xưa. Chakram còn được gọi là Chalika, có nghĩa là vòng tròn. Với hình thù đặc biệt, chakram theo truyền thống được chế tác thành hình dạng tròn từ vật liệu như thép, sắt và đồng thau với các cạnh ngoài sắc bén như dao cạo. Chúng có kích thước khoảng từ 12 đến 30cm và thường có đường kính khoảng 20cm. Khác với các loại vũ khí khác, chakram được sử dụng và phát huy uy lực lớn, có thể sát thương cánh tay và chân của kẻ địch bằng cách ném theo chiều dọc thay vì chiều ngang thông thường. Được sử dụng như là một loại vũ khí cận chiến trong các trận đánh ở khoảng cách gần, chakram có khả năng cắt cổ họng hoặc chém đứt cánh tay của kẻ địch chỉ trong một đòn duy nhất. Một loại vũ khí tương tự chakram được sử dụng ở Trung Quốc thời cổ đại. Urumi, vũ khí gây ám ảnh, con lai của kiếm và roi. Urumi có lẽ là một trong những vũ khí kỳ dị nhất từng xuất hiện trong lịch sử võ thuật. Thoạt nhìn rất ít người tin rằng thứ vũ khí con lai giữa roi và kiếm có thể được sử dụng khi giao đấu. Có nguồn gốc ở các bang thuộc miền Nam Ấn Độ từ thời đế chế Mauryan giữa thế kỷ 4 và thế kỷ 2 trước công nguyên. Urumi nổi tiếng là vũ khí cận chiến nguy hiểm không chỉ cho kẻ thù mà còn rất dễ tự gây chấn thương cho chính người sử dụng chúng vì những lưỡi kiếm dài, mềm dẻo và cực kỳ khó kiểm soát. Thường được làm từ thép hoặc đồng thau, Urumi là một thanh kiếm dài rất linh hoạt nhưng cũng rất giống một cây roi thép với chiều dài khoảng từ 122 đến 168 cm, tức là có thể dài gần bằng một thân người. Đây thực sự là vũ khí gây ám ảnh cho kẻ địch. Theo đó, Urumi thường gồm có nhiều lưỡi kiếm được gắn trên một cán duy nhất. Điều thú vị là trong một số phiên bản được sử dụng ở Sri Lanka, số lưỡi kiếm của Urumi có thể lên tới hơn 30. Trong khi chiến đấu, những chiến binh thường điều khiển Urumi như một cây roi, đánh đu và xoay quanh nó. Điều này là lợi thế giúp người sử dụng có thể đối phó với nhiều kẻ thù, phù hợp với lối đánh chặn đòn, phản công khi dùng thêm khiên nhỏ. Mặc dù không có khả năng xuyên qua áo giáp, nhưng vết thương nặng do Urumi gây ra có thể dẫn tới tử vong. Khi không được sử dụng, kiếm Urumi thường được cuộn lại, dễ dàng mang theo bằng cách quấn quanh eo của chiến binh như một chiếc thắt lưng. Nhẹ, linh hoạt và có tầm đánh xa vượt trội hơn một số loại vũ khí khác, nhưng Urumi lại có một nhược điểm lớn là rất khó kiểm soát khi chiến đấu ở cự ly gần và tốc độ tái ra đòn tương đối chậm. Hơn nữa, khi sử dụng, người dùng cần phải hết sức tập trung, nhanh nhẹn, chuyển động nhịp nhàng với các lưỡi kiếm vì Urumi rất khó kiểm soát. Dù trong những năm gần đây, thứ vũ khí kỳ dị này được hồi sinh ở Ấn Độ, nhưng chỉ những võ sinh đã đạt tới trình độ cao mới được học kỹ thuật sử dụng Urumi vì chúng thực sự rất khó và nguy hiểm.